có nhận được một cái chiếc xe mà của khách đem tới nè, trong cái trường hợp là nó bị gãy cái phần bát chặn con heo dầu trước nha, heo ba bít để H150 nha. Thì có nguyên nhân là hôm qua là chiếc xe chủ xe này đi phục hồi phụ khê làm gì đó, thì khi tháo ra rồi thì thợ người ta quên xiết hai con ốc chặn heo này nha. Thì sau khi xe chạy về á, trên đường có chạy hơi hơi nhanh cho nên phanh gấp á, khi phanh gấp á thì nó cái phần bát trên trong đây nó bị gãy nha, bị gãy ra luôn và mang tới cho mình. Thì sau mình kiểm tra thì hai cái con ốc này nè, anh em thấy không, mình để giữ ngay hiện trường, hai con ốc này là chưa có xiết nè, cho nên dẫn đến tình trạng mà phanh gấp nó bị sốc á, sốc á là nó bị gãy nha. Rồi tháo ra được. Thì sáng mình cũng đi mua nhưng mà đặt hàng thì các cái hãng Honda thì người ta nói là không có hàng tại chỗ mà phải mình đặt nha. Cho nên mình quay về, mình quay chia sẻ với anh em nè. Đây là cái phần bát nó bị gãy nè, gãy là làm đôi luôn nha. Cái đời này thì nó xài cái bát này bằng nhôm nha anh em. Còn có những cái đời mà nó xài bát bằng sắt thì nó cho dù có lỏng ốc thì nó cũng không thể gãy được nha. Bát bằng sắt thì khi mình phanh thì nó nghe cái tiếng lụp cụp thôi. Còn những cái đời này thì nó cái nó sử dụng là cái phần bát nhôm nha. Bát nhôm thì khi mà cái con ốc này không xiết á, nó phanh gấp á thì nó bị gãy ra lần hai luôn nha. Đây cái phần gãy của nó nè. Còn cái đời mà cái bát sắt á thì nó sẽ không bị gãy đâu. Còn những cái đời bát nhôm này thì mình cũng mới có ghi nhận lần đầu là cái trường hợp mà quên xiết ốc mà khi phanh gấp thì nó bị gãy cái phần này nha. Nào giờ mình gấp hình như là chưa có từng gặp cái trường hợp như thế này. Này là cái con heo ba bít, heo dầu phanh CBS nha. Cho nên anh em thợ lưu ý là khi anh em có làm xe cho khách đó thì anh em nên lưu ý cái chỗ là ống áp rồi mình phải kiểm tra kỹ nha. Chứ cái trường hợp này thì rất là nguy hiểm. Những xe đang chạy tốc độ cao mà phanh gấp á thì nó bị sốc anh em. Sốc nó gãy rồi nó xước lại sao luôn, cái kiểu này nó sốc rất là nguy hiểm nha. Có thể là nó làm cho có phanh dính phanh, thậm chí là cái phần heo dầu này khi mình thắng á, là nó sẽ đi ngược về sau nha. Có thể là nó văng vào cái phần bánh á, là nó cuốn vô đây thì nó cũng rất là nguy hiểm. Là anh em thợ mới cũng như là anh em thợ làm lâu á, khi mà sơ ý mà quên á, nhiều khi cái công việc anh em làm nhiều á thì anh em tốt nhất là nên kiểm tra trước khi giao xe. Nên cái trường hợp này là nguy hiểm cho khách và anh em sẽ bị mất khách nha. Tại chủ xe này thì làm việc hôm qua ở Cần Thơ, thì trên đường chạy về nha, trên đường chạy về thì nó bị như thế này. Thì chủ xe này thì hôm qua cũng để xe ở nhà luôn, không có chạy, để sáng nay nhờ một cái người khác nữa và đưa cái xe này lại đây cho mình mới lãnh sáng thôi. Thì mình đang đặt cái bát heo đó thì mình cũng đi kiếm cái bát này để mình thay. Đời này mình mua thì nó hơi khó hơn cái đời xe số nha. Đời xe số mình mua rất là nhiều, mua có liền. Cái đời này hơi khó hơn, nó khó hơn cho nên là cũng ít người bán nha. Thì thông qua cái clip này thì anh em thợ nên cẩn thận nha, để tránh cái trường hợp như thế này thì gây nguy hiểm cho khách hàng cũng như là tiệm mình làm nó sẽ bị mất khách nha. Thì mỗi khi gặp trục trặc như thế này thì khách sẽ không bao giờ ghé tiệm mình nữa, và mình sẽ bị mất khách diễn diễn nha anh em. Anh em nào đã từng gặp những cái trường hợp như thế này thì anh em bình luận ở phía bên dưới thì mình biết nha. Trường hợp này thì mình rất ít khi là gặp, hầu như là sửa xe rất là lâu nhưng mà trường hợp này thì mình chưa thể ghi nhận nha. Lần này là lần đầu tiên quay clip chia sẻ cho anh em trường hợp này. Rồi clip của mình đến đây xin được tạm dừng nha. Chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.
tiếp theo.